sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách của con người, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc sách thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Đây là dịp để lan tỏa văn hóa đọc, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người Việt Nam. Với chủ đề chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 bao gồm các hoạt động tuyên truyền giá trị, ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, tọa đàm giao lưu về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc và người làm công tác thư viện, sưu tầm, lưu giữ, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc. Hòa chung với không khí của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, Thư viện tỉnh Gia Lai cùng với tất cả các thư viện huyện thị và thư viện trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai ra sức đẩy mạnh các hoạt động hướng tới người đọc, xây dựng và phát triển văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc sách trong tất cả mọi người. Bên cạnh việc hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng thẻ thư viện, bạn đọc có thể tiếp cận được với nguồn lực thông tin chứa đựng văn hóa, kiến thức nhân loại được lưu giữ và phục vụ tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Thư viện tỉnh Gia Lai mở cửa phục vụ suốt 7 ngày trong tuần. Khi đến đây, bạn đọc có thể được tiếp cận với kho sách đầy đủ các môn loại như khoa học, kiến thức, hệ thống kết nối máy tính truy cập Internet, hệ thống thư mục, mục lục tra cứu điện tử và các phương tiện tra tìm hiện đại có thể giúp bạn đọc nhanh chóng tìm kiếm được những tài liệu mà mình mong muốn. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, Thư viện tỉnh Gia Lai tiếp cận bạn đọc với một hình thức mới, đó là qua các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube và các trang fanpage khác. Bạn đọc có thể tiếp cận các trang fanpage như Thư viện tỉnh Gia Lai, xe ô tô thư viện lưu động hoặc kênh YouTube sách Nhịp cầu tri thức. Bạn đọc có thể tiếp cận được với những tác phẩm hay qua các chuyên mục như giới thiệu sách, trang thơ, trang viết, những ngày kỷ niệm, chuyên mục giới thiệu sách tuổi thơ, sách dành cho thiếu nhi, những truyện tranh phong phú, hấp dẫn. Từ đó giúp cho bạn đọc có thể đến được với những cuốn sách mà mình yêu thích, giúp cho các em có một kênh giải trí hấp dẫn và lành mạnh. Trong không khí của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Thư viện tỉnh Gia Lai có một số hoạt động và trò chơi bổ ích nhằm kết nối tình yêu sách đối với bạn đọc. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại điểm trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi kết nối các bạn học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Một số hoạt động bổ ích bao gồm xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách truyền cảm hứng, các trò chơi vui nhộn, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian đọc sách đầy thú vị. Bên cạnh đó, chuyến xe hành trình ánh sáng tri thức của Thư viện lưu động sẽ tiếp tục lăn bánh đến các huyện thị trong toàn tỉnh, mang theo những trang sách, mang hơi thở của cuộc sống, đảm bảo sẽ giúp các bạn đọc có thêm niềm tin yêu đối với sách và tạo dựng thói quen đọc sách trong tương lai. Không chỉ tạo môi trường đọc sách cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, mà còn giới thiệu đến các em những cuốn sách về tấm gương lịch sử Việt Nam, về những tác phẩm văn học nổi tiếng, các bài học giá trị về cuộc sống, v.v. Đó là những hoạt động không thể thiếu trong chuỗi ngày Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Hãy đến với chúng tôi, Thư viện tỉnh Gia Lai.